Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Lâu lắm rồi thì Ngân Nga cũng không có ra video nào hết. Tại vì công việc vào dịp Tết nó cũng hơi nhiều đó mọi người. Cho nên có gì mong mọi người thông cảm, rồi trong thời gian gần nhất thì mình sẽ ghé thăm hết tất cả mọi người. Ổn định qua Tết dương lịch thì công việc mình sẽ ổn định hơn. Đây là hôm nay thì Ngân Nga quay đưa lên đây. Dưới kia là cánh đồng đó mọi người. Đó, cánh đồng kia, cò kia mọi người, đàn cò trắng rất là xa, bay rất là đẹp, nhưng mình quay mình chỉ quay không có hết được. Trời hôm nay thì trong xanh nhưng mà hơi nắng. Còn miếng đất bên kia đó mọi người, thì chỗ nhà mình đó thì người ta họ cũng xuống họ xây tường, họ chuẩn bị họ làm biệt thự họ ở rồi. Bây giờ thì hồi mưa thì dưới này thì nhà mình còn trồng được bắp, đậu đồ còn ăn nha. Còn giờ nắng thì thôi, không có gì hết. Bây giờ thì Ngân Nga sẽ quay tưới cái vườn lan của nhà mình nha. Và đây là bây giờ là đang tưới nước nè mọi người. Ăn cơm trưa rồi, tranh thủ rồi mình ra mình quay xíu. Quay ông xã mình đang tưới nước những cái giò lan. Những cái giò lan thì mọi người ơi, giò lan mùa này thì lá nó xuống hết rồi, nó vàng hết rồi, nó không có còn xanh tốt nữa đó, bị vàng lá hết đó mọi người. Đó, bắt đầu là nó rụng rồi, ít bữa nữa rồi nó mới lên đấy phải không anh? Có loại nó có hoa phải không? Nó đang lên mầm. Có loại thì nó có mầm. Rồi những cái giò đây là gì? Cái dạng như sen đá chứ đúng không? Đây, sen đá chủ nhật. Mình cũng nhân ra được mái chậu. Tranh thủ mình ra mình quay xíu rồi trưa mình nghỉ. Tại vì tối mình còn làm đêm nữa đó mọi người. Đó, lâu lắm rồi mình chưa có quay cái vườn lan nhà mình luôn á mọi người ơi. Đó, mùa nắng nó sơn sát, nó rộng lá hết. Mùa nắng là nhìn nó vậy đó. Đó, cho nên là mình phải tưới nè. Tưới nước, ngày tưới một lần hả? Nhìn cái ông trọc. Xong chưa? Nãy anh tưới dưới đây rồi đúng không? Tưới đây là mấy hồi là mình xuống đây mình tưới, nhưng mà bữa nay thì mình ở trên này tưới xuống luôn. Đâu, từ. Cái nào đang rụng lá có nụ đâu? Nhiều lắm, nó không kịp Tết. Tết là không kịp rồi. Này nụ nè. À, nụ rồi mọi người. Đó. Mình quay gần ha. Đó, xanh xanh đây nè. Đó, đó. Cái này là nụ màu trắng nha. Đây. Cái đó là cái gì? Nó đang lên mầm. Đây có mầm xanh. Cái này là dẻ hạt Pháp. À, hồi giờ nhà mình chưa có hoa phải không? Nè, mầm. À. Để mình quay sát cái mầm. Đó. Đó, mầm này. À, đây đó, cái mầm xanh xanh đó mọi người. Đã nụ chưa? Này, nụ chi chít luôn nè. Nụ nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình quay thì nhiều lúc nó không có rõ lắm. Để nó nở tự nhiên thì nó nhiều lúc không có kịp Tết. Nếu mà mình đang phun thuốc rồi thì kịp đúng không? Ừ, cái này cũng đang nụ. Nó dẻ hạt hả? Nụ quá trời nè. Ở đây cũng đang có nụ nè. Còn cái xuống lá là nó cái dẻ hạt hồi mình mua đây hả? Cái này mua. Không, ý là mình mới mua cái đợt vừa rồi vậy chứ. Cái này là mới mua xong mà không rảnh vô chậu luôn. Cái này để mai mốt ổn định rồi mình mới vô chậu. Bây giờ thì ráng làm kiếm tiền cho để rồi công kiếm việc nhiều. Nhiều lúc nó đứt hàng hồi nào là mình cũng không biết được mọi người. Đây thì cũng may thì công việc mình nó cũng mới có vài tháng nay. Sau cái đợt dịch căng căng đó, Sài Gòn đóng cửa. Khi mà mở thì mình mới bắt đầu có công việc. Còn lúc mà đóng cửa thì mình nghỉ 4 tháng luôn đó mọi người ơi. Trời ơi. Thì để đây rồi mình chăm sóc sau. Đó mọi người nhìn nó xuống lá kìa. Đây. Đó, lá nó bị vàng hết mọi người. À, bây giờ thì cả những cái giò lan nào là nó cũng dài dài hết rồi. Nó ra dài dài, nó vương hết rồi. Mai mốt là mình sẽ nó ra cây mình nhân ra, nữa chứ. Nó ra bầm khỏi nói luôn.
Đây là những cái chậu đây, mai mốt là nó ra già rồi mình bắt đầu mình treo lên. Bên đây cũng vậy mọi người. Đây, bên đây thì nó cũng héo héo lá hết rồi. Thanh đạm bút chì. À. Và đây là giò thanh đạm bút chì đây mọi người ơi, đã chưa? Quá đã luôn. Nó có thơm không anh? Đây nè. Cái lưỡi nó cũng cũng đẹp này. Đó nhưng mà nó trông nó đen. Còn nó có lông lông nữa chứ, giống như lông lông. Đây đẹp chưa? Và đây cái giò bên đây thì nó đã hơn nữa, nó không có thơm. Mai mốt mình tách cái này ra cho anh. Mình tách cái này ra rồi mình làm thành nhiều chậu. Ông xanh đẹp vậy. Nó có cái mùi hương nó khác khác chứ không phải là nó thơm phải không? Mai mốt tách đây ra được 3-4 chậu á, rồi để nó nở ra. Đây cũng vậy mọi người, đây trên này nè, đã chưa? Đó. Và ở dưới này đó mọi người, thì sen đá mình chuyển hết xuống dưới kia rồi, nhưng mà mình chưa có rảnh để mà mình sang chậu. Năm nay là mình không có bán được rồi. Đây là mình bưng lên được chậu đây. Còn những cái này là xương rồng đó mọi người. Là hồi mình mua một chậu to vậy nè, mấy trăm ngàn á. Xong mình về mình mới nhân ra nhỏ nhỏ. Nhưng mà coi hoa này anh, hoa xương rồng nè. Đây nè. Thấy chưa? Đẻ chưa? Nhỏ mà nó cũng có hoa kìa. Đó. Mà múc lũ nhỏ nó thi xong là mình cho nó làm đi. Mình cho nó ra nó nhổ cỏ mấy cái chậu đây. Bây giờ là mấy đứa con mình nó đang trong cái thời kỳ nó thi đó mọi người. Mình để nó thi xong nè. Nó thi cả tuần luôn đó. Đây mình nhân ra, mình ái cục mình nhân ra. Hoa này. À, đây được chậu, đây cũng có hoa nữa, là được hai chậu. Cái đây nó nụ phải không anh? Nụ nè mọi người ơi. Là mình hồi mình trồng nó xíu xíu vậy thôi mọi người. Mình trồng nó như vậy nè. Đó rồi mình để bắt đầu là nó nở ra được bao nhiêu đây á. Chắc lâu lắm nó mới được cục to vậy mọi người. Mọi người biết không, do là mình không thuốc men gì hết á, cho nên là nó lâu có phát triển, nó phát triển theo tự nhiên thôi. À hình như cái cục này là khác phải không anh? Đây là cái xương rồng nè, cái thanh long hay xương rồng gì đây, rồi mình ghép lên phải không? Đó. Cái đấy không ổn hả? À. Và đây là vườn chuối nhà mình nè, nó chín nè. Mình muốn để Tết. Rồi mình cho em mình, là cho má mình đem trưng. Cũng ông bà nhưng mà nó chín mất rồi. Không kịp. Đây, cây nhà lá vườn rất là ngon mọi người ơi. Ngon lắm. Đó và thì lâu lắm rồi Ngân Nga cũng không có lên được video nào hết. Và hôm nay thì Ngân Nga xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và hôm nay thì tới đây thì Ngân Nga xin kết thúc video. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau.